Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Hero Cặp Đôi Đại Chiến. Vỗ tay anh em. Ok bạn ơi, thì như anh em đang thấy thì hiện tại ở xung quanh mình chính là tất cả những thành viên của Hero Team nha. Và hôm nay nữa bạn, chúng ta sẽ làm gì nào? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần chơi là Hero Đại Chiến. Nhưng mà cái lần này thì nó sẽ khác nha mọi người. Là lần này thì cái mini game nó sẽ đổi lại, là không phải là các cặp đôi sẽ thi đấu với nhau nữa, mà sẽ là một cái mini game nhỏ nhỏ vui hơn nhiều nha. Ok, thì đây nè, ở chỗ này nè, không nói nhiều nữa, mình sẽ nói cho anh em biết mini game này là gì nha. Ở đây các bạn coi nè, anh em ơi, chào xong rồi anh em đứng em chào ai nữa vậy? Ở chỗ này nè, mình có chuẩn bị có 3 cái rương á, anh em thấy không? Thì đầu tiên nè anh em, ở trong cái rương này thì anh em đang thấy là nó đang có cái mũ Netherite. Ở cái mũ này có thể nói là cái mũ mà đang VIP nhất ở trong Minecraft mọi người ạ. Và đây chính là những cái vũ khí mà VIP nhất ở trong Minecraft luôn nha. Đấy. Còn ở bên đây là chúng ta sẽ có được cung nè, mũi tên nè, rồi kiếm sắt nè, ống nhòm, bánh mì, cái kiểu đồ ăn, nói chung là như thế. Thì cái rương này chứa đầy đồ VIP thì tất nhiên rồi. Đồ VIP thì tất nhiên là không bao giờ có thể qua được tay Phong rồi. Đồ VIP sẽ thuộc về Phong nha các bạn nha. Ok. Còn cái rương bên đây là những cái đồ dở hơn tí nhưng mà cũng rất là mạnh luôn nha. Thì cái đồ này sẽ là dành cho các thành viên của Hero Team nha. Và trò chơi hôm nay sẽ là như thế này nè. Phong sẽ mặc một cái bộ đồ VIP và Phong sẽ là người chạy trốn nha. Còn 7 thành viên còn lại của Hero Team sẽ phải đuổi theo Phong và tìm mọi cách để có thể tiêu diệt được Phong. Nếu như ai tiêu diệt được Phong và người nào lấy được trái tim biển cả, đây anh em xem nè, đây. Xin giới thiệu anh em, đây chính là trái tim biển cả kho báu ở trong Minecraft nha. Thì ai mà lấy được cái trái tim này thì phần thưởng của người đó sẽ là 1 triệu Việt Nam đồng nha anh em. Đây. Anh em nghe 1 triệu. Anh em nghe 1 triệu anh em thấy ít lắm đúng không? Thật ra không ít đâu nha. Trong mùa dịch này 1 triệu là đủ để mua được cả chục thùng mì gói luôn á, chứ đâu không có ít đâu. Có ai muốn 1 triệu nào? Có ai muốn không? Đây đây tôi cho tôi đi. Cho tôi đi. Hai với bảy. Ok. Rồi ok. Thì không nói nhiều nữa nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thôi nào. Và hôm nay Phong sẽ là người phải chạy trốn mọi người ạ. Và tất cả thành viên của Hero Team phải đuổi giết được Phong. Ôi, coi bộ là hơi bị kinh khủng quá nha. Cùng xem coi Phong có chạy thoát được nha các bạn nha. Let's go. À, còn tiền ở đâu mình có thì cái đó là tiền 3 triệu mình thắng trong tập 2 các bạn. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi nha các bạn. Thì anh em trong Hero Team mở rương lấy đồ đi nào anh em. Mình sẽ lấy đồ bên đây nha. Ok. Tôi sẽ lấy mấy cái đồ bên đây nè các bạn coi nè. Tôi có thêm cả gọi là xô nước nè, xô lava rồi TNT các kiểu nữa đấy. Còn Ngọc Ender thì tôi chỉ lấy có một viên thôi, tại vì ông nào mà xài Ngọc Ender á trội nhiều quá rồi ai mà đuổi theo kịp đúng không? Đó, cho nên mình chỉ lấy một viên thôi. Và tại sao mà mình chỉ lấy có một viên Ngọc Ender? Mấy bạn biết lý do vì sao không? Là sẽ như thế này nha. Ok mọi người, lấy hết đồ xong chưa? Rồi ok. Bây giờ nha, tôi sẽ giơ cái viên Ngọc Ender lên trời. Tôi chọi viên Ngọc. Và khi nào mà viên Ngọc nó chạm xuống đất thì lúc đó chính là lúc mọi người bắt đầu đuổi theo tôi để tìm cách tiêu diệt tôi, mọi người hiểu không? Ok. Rồi ok, trò này có bộ vui các bạn ơi, có bộ vui nha. Rồi, anh em đã sẵn sàng chưa nào? Yeah. Rồi, anh em đã sẵn sàng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem coi ai sẽ là lấy được 1 triệu đây. Rồi ok, giờ nè, anh em đứng đó nha, anh em đứng nha, không được đuổi theo tôi nha. Tôi phải chọi viên Ngọc này anh em mới đuổi nha. Ok. Bây giờ chọi đâu để trốn được vậy ta? Ok, mình sẽ chọi vô rừng nha các bạn nha. 1 2 hey. Bye bye. Tụt rồi. Okay. Ok. Chạy chạy các bạn ơi, chạy các bạn ơi. Ok, lặn xuống nước nè. Bắn cái gì mà bắn? Anh em nhắm, anh em bắn cung trúng được tôi không? Trời ơi, anh em nghĩ anh em là xạ thủ chắc trời ơi trời. Bye bye. Trời ơi, cái gì mà ơi? Cái gì bắn nhiều vậy? Bắn luôn. Trời ơi, mấy ổng bắn mình nhiều quá bạn ơi. Chạy chạy chạy. Trời ơi trời. Không sao không sao, mình đang bơi rất là xa rồi, mình chỉ có thể chạy kịp cho cái gì vậy? Sao mấy ổng bắn cung tôi nhiều vậy? Trời ơi. No. Ôi trời ơi, dịch bắn tôi sau lưng kìa bạn ơi. No. Còn lâu mới đuổi được, mới giết được em. Chạy thôi. Đầu kia kìa. Đầu mấy con heo kìa. À quên nữa nha, và mình có quyền được đánh những cái người đuổi theo mình nha các bạn nha. Mặc dù là đồ mình VIP thiệt, nhưng mà một mình đánh với 7 người thì hơi mệt á, cho nên là mình sẽ canh lúc nào còn một người thôi hoặc là hai người đó mình sẽ vô mình giết. Đi chạy một tay đi một mình rồi giết quay lại bổ đau lắm. Rồi đâu? Ôi rồi sau lưng. Ôi. Rồi.
Tôi thấy siro các bạn ơi, tôi thấy siro ok, tôi sẽ chạy qua đây. Thôi, đừng rồi, nó đi tận đâu rồi. Nó nói cái gì thôi. Xa luôn rồi trời. Ây da. Bánh mà mông. Trời ơi. Tại đâu? Dính một phát nữa bạn ơi, ăn bánh mì để hồi máu, không thôi mình sẽ chết mất. Sai rồi, nghe nhạc hồi máu. Cái gì mà nghe nhạc hồi máu? Nghe nhạc hồi máu nè, nghe nhạc hồi máu nè. Ui, hay không được. Nó đi quay lại thịt anh này. Đuổi luôn. Thật chứ sao không? Ôi, thật mà chứ người sao? Xa dữ Siro. Ta. Ê, Siro hả? Siro. Ê, mất tới dịch. Ôi, chết. Đông quá. Ây da. No, không thể nào mất một kiểu được. Ây da. Siro mất tới dịch. Mất tới dịch nè, Siro. Chạy bạn ơi, trước là mình mất nhiều máu quá. Trời mình mất nửa máu rồi. Đâu mà xa dữ trời. Ôi nó bổ anh cái tim anh cho quần. Ok bạn ơi, bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ chạy qua bên cái ngọn núi bên kia để mình núp nha bạn nha. Hiện tại bên đây quá nguy hiểm. Mình phải vượt sông, mình lội biển, mình trốn càng xa càng tốt. Trời ơi bạn ơi. May quá mình chạy trong cái rừng thông này và bây giờ hình như là không còn ai đuổi theo mình nữa các bạn ơi. Trời ơi, hình như là chạy kịp rồi. Ok. Bây giờ mình có bánh mì ở đây, chắc mình phải ăn cho no để mình hồi máu. Ok. Thì mấy bạn ơi, nếu như mà chúng ta đánh bằng tay không á thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đánh lại được mấy người kia đâu. Cho nên là chúng ta cần phải chế tạo bẫy, các bạn hiểu không? Đấy, chế tạo bẫy rồi, ok. Rồi, ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ để TNT đây nè. Cái bẫy này rất là dễ luôn nha các bạn nha. Chúng ta sẽ đặt TNT trên đây như thế này. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ lắp ở trên nó cái cát. Và chúng ta để một tấm ván ở đây thì khi người nào đạp lên trên nó thì sẽ bị rơi xuống. Nhưng mà tất nhiên rồi, Hero Team đấu ngu, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng biết rằng đây là cái bẫy đúng không? Cho nên chúng ta cần phải nhanh tay hơn tí, mấy bạn coi mình sẽ cho bằng cách nào đây nha. Rồi ok các bạn ơi, mình đã xây xong cái bẫy của mình rồi nè. Thì các bạn nhìn nó khá là đơn sơ đúng không? Nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ rất là hiệu quả các bạn ạ. Thì đầu tiên nhá, mình sẽ dụ người đó đuổi theo mình thì người ta sẽ tưởng cái này là cái nhà của mình. Đó, mình sẽ chui vào đây. Thì khi mà có ông nào mà chạy vào đây với mình á, mình thì mình sẽ đặt cái này ra thì ổng đạp vô cái là bảo đảm là sẽ dính bẫy liền. Đấy ok. Mình không biết là có thành công hay không nhưng chúng ta sẽ thử nha các bạn. Ok. Rồi, mà để xem coi bây giờ tôi sẽ chế chúng ta những cái gì ta, những cái tấm áp lực nè. Ok, cảm biến nè, để ở đây. Rồi ok. Bây giờ thì đi kiếm con mồi thế nào các bạn ơi? Lạc cô. thấy rồi, Siro official. Ê, Râu. À, mọi người ơi. Đó, phá mồi đấy, phá mồi. Chạy mọi người. Chết rồi, chết rồi. Ôi tôi quên mất là mấy cái ông này là trong đây có thể đọc được địa chỉ mọi người ơi. Ông đọc cái ID của mình thôi. Chết rồi. Mình nghĩ là chắc là mình cần phải chạy trốn ra khỏi chỗ này ngay các bạn ơi. Ok, cái nhà mình đây rồi. Ok. Vô đây. À, bảy đây. Đâu. Vô đây rồi. Đây rồi. Mày không. Ôi xong giờ được đi. Ôi trời mày đây. Ôi rồi. Chết chưa. Ủa rồi anh chết chưa đâu. Rồi. Ủa ông đâu rồi? Rồi. Sao không nói gì thêm. Robay sao? Ôi. Ủa Siro chết chưa? À Siro chết rồi. Có dư ra đó, có cho bẫy đâu mọi người ơi. Ok ok. Siro bay màu rồi. Rồi ok các bạn ơi. Tôi đã tìm được thêm một cái chỗ khá là hợp lý để chế bẫy nè các bạn. Hay mà khoan, từ, trước tiên chúng ta sẽ đi vòng vòng đây để coi có ai xung quanh đây hay không đã nha. Chứ không thôi sẽ rất là nguy hiểm luôn mọi người ạ. À. Ok. Rồi để mình xây cái bẫy tiếp theo nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ đập cái này ra. Ok. Kỳ này tôi không để mất một triệu đâu, tại vì là anh em có thời gian mà. Ok các bạn ơi, mình đào mình nghĩ là chắc cũng đã khá đủ sâu rồi anh em. Nhiêu đây thôi mình nghĩ là cũng đã đủ sâu để có thể cho cái thành viên đó. Ui chết cha, mình thấy cái tên của ai bạn ơi. Oh my god. Rồi. Ồ, làm gì vậy Phong ơi? Làm gì vậy? Ok nha. Mình chỉ đang đào và lóc để mình trốn mà, có gì đâu. À thế à. Chào ca nha, chào ơi. Không ở đây nè mọi người ơi. Mọi người, có mẹ. Ơi, chết bà. Chạy. Ủa, mày. Mọi người ơi. Woo. Bao nhiêu? Ai biết đâu, có biết đọc tội đồ đâu. Ai biết, ai biết. Là bà. Cài nó, cài luôn. Trời may quá, đang xây bẫy trời. Xem được chết rồi. Ui, cũng may là mình chạy kịp bạn ơi. Ok các bạn ơi, mình mới vừa nghĩ ra một cái bẫy này khá là hay nè anh em. Bây giờ mình sẽ làm cái bẫy này cho anh em xem nha. Ok. Thì cái bẫy này á, chúng ta sẽ cần rất là nhiều gì ta, hắc điện thạch mọi người ạ. Cho nên là mình nghĩ rằng chúng ta cần phải kiếm cái hang nào đó có lava để chúng ta lấy hắc điện thạch để làm cửa xuống địa ngục nha mọi người nha. Ok. Đây, mấy bạn ơi, thấy rồi. Đã thấy được lava rồi. Ok, vậy là chế bẫy được rồi.
Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau chơi cái bẫy nha các bạn nha. Thì cái bẫy này chúng ta sẽ cần đến một cái cổng địa ngục mọi người ạ. Thì cái này á, nó không phải là một cái bẫy để gọi là giết người, mà là đây sẽ là một cái bẫy mà giam cầm người ta ở bên dưới địa ngục nha các bạn. Đấy, sẽ khá là vui đó nha. Ok ok. À, chết cha, mình quên mất các bạn ơi. Chúng ta cần phải có một cái hộp quẹt để mở được cái cổng địa ngục. Nhưng mà chết rồi, bây giờ phải kiếm ra sắt đủ kiểu nữa, chết tôi thiệt chứ. Một hai từ, hình như là có một cách khá là hay thì phải, để mình thử nha. Cái cách này hình như là mình thấy là có người làm rồi nè. Đây mình sẽ thử làm cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ qua bên đây nè, mình đào cho mình một ít gỗ nha các bạn nha. Thì cái cách này thì mình thấy ở trên TikTok người ta làm rất là nhiều, cho nên mình sẽ thử nha. Ok. Thì cái cách này rất là đơn giản luôn nha các bạn nha. Đầu tiên nè, mấy bạn sẽ cần đến một cục gỗ nè, mấy bạn sẽ để vào đây. Đấy. Tiếp theo nữa, mấy bạn sẽ đào bên dưới đây một cái hố thế này. Sau đó bạn sẽ đổ lava xuống bên dưới. Thì sau đó cục gỗ nó mà bị cháy á bạn, thì nó sẽ tạo ra lửa và nó sẽ đánh được cái cửa địa ngục lên. Cái này thì mình học được ở trên TikTok, cho nên là mình cũng không biết rằng là nó có thành công hay không, nhưng mà cứ thử nha các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đứng đây mình đợi cho cục gỗ cháy nha. Sao nó lâu cháy quá các bạn. Ê, tôi nghĩ là nó hơi bị lâu cháy á bạn ơi. Tôi nghĩ chúng ta làm cách này nhanh hơn nè. Mình sẽ xây ở đây, sau đó mình để luôn lava vô đi cho chắc ăn. Đó, nó kế bên cục gỗ luôn, mình nghĩ nó sẽ mau cháy hơn á. Ok, để xem thử nha. One eternity later. Oh no, thất bại rồi mọi người ơi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta tốt hơn nên đi kiếm sắt và làm ngay một cái bật lửa, nó sẽ nhanh hơn á mọi người. Chứ bây giờ mà mình đứng đây mình đợi cho nó cháy, cho nó lên được cái cổng địa ngục, chắc là mấy người kia mà kiếm được tôi là chết quá. Thôi tôi mệt thôi, tôi đi kiếm đại cái cục sắt tôi làm cái bật lửa luôn cho nó nhanh cho đầu đi, trời ơi. A few moments later. Ok, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được cho tôi hai cái phôi sắt rồi mọi người ạ. Hồi nãy tôi tìm được nhiều sắt lắm, nhưng mà thôi, chúng ta chỉ cần hai cái thôi chứ không cần nhiều đâu. Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải tìm cho chúng ta cái viên gì ta, viên đá lửa. À đây thấy rồi nè. Đấy. Tôi mới vừa nói cái xuất hiện luôn. Ok, xong sẽ bỏ vào đây và chúng ta sẽ chế ra cái hộp quẹt. Ông khoan từ, hình như là sắt cần phải nung lên. Chết bại, quên mất, sắt cần phải nung lên. Bây giờ mình phải chế cái lò để mình nung sắt đã. Chết. Ui, tôi không biết là mấy cái ông kia bà ông có thấy tôi hay không đây. Bây giờ tôi phải thôi, chắc mình chui đi, mình nấu cho chắc ăn bạn ơi. Lỡ ông nào tấn công từ phía sau mình nữa là chết luôn á. Ok, chui đi cho chắc ăn. Hey, nó hơi tối tí nha các bạn. Ok, đặt cái bàn chế tạo rồi nè. Sau mình sẽ bỏ đá vào đây. Rồi, ok. Xong ta sẽ bỏ cái phôi sắt vào đây và bỏ gỗ vô. Ok, rồi. Chúng ta sẽ đứng trong đây để nấu bạn ơi. Đứng ở ngoài nguy hiểm lắm. Ok, rồi, ok bạn ơi, đã xong phôi sắt. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài chế ngay chúng ta một cái gì ta? Cái hộp quẹt nào. Nhanh lên. Let go. Tốn thời gian quá. Ok, bỏ cái cục sắt nè, sau đó bỏ cái đá lửa vô là chế được ngay cái hộp quẹt. Ok, hộp quẹt đánh lửa. Rồi, bây giờ nó sẽ đến đây nha. Ôi, tính là cái bẫy nè, cái bẫy mà chế lâu nhất của mình từ nãy giờ luôn các bạn ơi. Ok, đánh lên nè. Rồi, xong. Bây giờ nó sẽ lấy đá cho nó lắp lại nha. Lắp lại như thế này. Rồi, ok. Rồi, hoàn thành rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho mấy bạn thấy được gọi là cái sức mạnh của cái bẫy lần này của mình nha các bạn nha. Ok. Ui, trời ơi, đứng lại. Hello Dịch. Hello Sim. Bạn đứng im đây. Đậu xanh, đứng mày, đứng gì. Tôi ngu gì? Tôi ngu gì, tôi đứng im. Thò lên, thò lên. Lên, Sim ơi, hai anh một, anh đưa. Anh được. Em cứ tin vào anh. Rồi, em tin anh nhất rồi. Em tin anh. Rồi, bên đây. Chết rồi, bị đói rồi, mình bị đói rồi. À đây, ơi đừng bắn em anh ơi. Cung bắn tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Xuống địa ngục chỗ trời. Ok. Cung sang cổng địa ngục, chú theo. Lên. Phòng cận TV đâu rồi? Ủa rồi. Hả? Lắp lại. Đuôi. Xếp rồi. Đây. Mày quá, mày quá, chứ cái gì vậy được rồi, vậy được. Chết quá, gì vậy? Tôi đố hai người đập được luôn á, đập đi. Ôi sợ chết rồi. Nè luôn, thứ hai vụ luôn lừa rồi. Ok bạn ơi, được. Vậy là đã giết được 4 người rồi nha bạn nha, đỉnh vậy. Ok bạn ơi, tôi nghĩ được cái ý tưởng tiếp theo cho cái bẫy tiếp theo của tôi nè các bạn. Đây, cái bẫy lần này của chúng ta nha, sẽ là một cái bẫy đặc biệt hơn hai cái bẫy hồi nãy luôn. Ok. Cái gì vậy? Ui xin đâu. Ai? Ai à, chết. Ui. Tôi còn chưa kịp ăn bánh mì nữa đâu. Bánh mì. Tao.
Đâu đâu thôi thả em được đây rồi. Thả không có thả, không có thả. Từ từ từ, tôi ăn bánh mì hồi máu đã. Từ 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 từ. No no. Yes yes. Hay quá rồi, hay quá. Hay quá bạn ơi. Vâng, mấy bạn ơi, và trong thời gian vừa rồi các bạn, hội anh em thì đang liên tục đi kiếm mình để tìm cách tiêu diệt mình lấy 1 triệu. Còn hội chị em mấy bả thì chỉnh sáng tạo xong ngồi ở đây để xây gì ta? Xây hồ bơi, xây chỗ cắm trại. Trời là trời, cái gì vậy? Mệt cái à, cũng đúng thôi, làm sao mà bắt được mình được đúng không? Siro may mắn Siro mới giết được mình thôi á mấy bạn. Chứ không phải là mình dở. Rồi, cảm ơn quan viên A Hậu, cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ cho mình. Tiền này mình sẽ đi làm từ thiện nha mọi người. Cảm ơn mọi người ủng hộ mình. Ok bạn ơi, thì coi như là trận này thì Phong xui đi các bạn. Thì Phong đã mất 1 triệu rồi, nhưng không sao. Dù gì thì mình cũng có được 3 triệu. Mình chia lại cho Siro 1 triệu cũng không sao. Có tiền ăn trong mùa dịch là được rồi, các bạn hiểu không? Rồi ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và anh em thấy thích video này không nào? Nếu anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share. Và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Bye. Mất 1 triệu rồi buồn quá.